Đây là không gian Diệp Spa nhá, mới khai trương ở quán nét trong Từ Cũ nha mọi người nhá. Đấy, rất rộng. Đấy. Không gian này là chuyên để làm đẹp đây. Chăm sóc da này là tattoo mini. Đây là những hình xăm mướn rất là đáng yêu nho nhỏ. Đấy. Đẹp cái mũi rất là sạch sẽ. Tức là mở hàng chưa, bà chủ ơi? Mở hàng chưa? Đây là thương hiệu chuyện nám tàn nhang của Diệp Spa tại quán nét Trung Thư. Không phải à? Đây là Diệp Cúng, không phải quán nét, bây giờ là Diệp Spa rồi nhé, bán nha. Đây là... Đây là cái gì đây? Đây chắc là collagen. Giá cả đây rất là phải chăng. Đấy, bà chủ thì làm rất là tận tình. Dù là tôi chưa được thử nó nhé. Tôi chưa được thử lần nào nhỉ. Có khi là mai phải, hôm nay khai trương chỉ ra review thôi. Còn ngày mai mới ra cắt tóc vào đầu. À, ở đây là còn chứa cả thơm nữa các bạn ạ. Đấy. Cái gì thơm làm cho nó hồng lên là spa này cũng làm được nhé. Dạ. Rất nhiều phải không? Máy sấy, máy quận, máy ép các loại này.